Xin chào các bạn, chào các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm sẽ giới thiệu cho các bạn về cái module Wi-Fi UART HLKR104. Thì module này nó sẽ có chức năng là nó kết hợp với các cái mạng có dây hoặc là không dây như mạng Wi-Fi để ứng dụng vào các cái hệ thống như điều khiển thiết bị qua Wi-Fi hoặc là giám sát qua web, hoặc là các cái ứng dụng IoT đấy ạ. Thì trên đây là các cái tiêu chuẩn mạng, tốc độ truyền không dây, số kênh, giải tần số, công suất. Thì ở cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn config cái địa chỉ mạng cho cái module này và ứng dụng nó vào cái hệ thống giám sát nhiệt độ qua web. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cấu hình cho module Wi-Fi và test một cái ứng dụng. Thì ứng dụng này Nora là nó sẽ giám sát nhiệt độ từ con LM35 này và giám sát qua web. Thì mình nói qua về ứng dụng này. Cái module Wi-Fi UART này nó sẽ kết nối với lại cái Wi-Fi mà hộ gia đình mình đang dùng đấy và lấy dữ liệu từ kit Arduino đọc cảm biến về và gửi lên web. Ok, thì đầu tiên các bạn sẽ kết nối. Các bạn sẽ kết nối con Wi-Fi này theo cái sơ đồ ở đây. Thì các bạn chỉ cần 4 chân. Chân nhất là chân VDD 5V này, chân số 1, chân số 2 là chân GND và hai chân là chân RX và chân TX, thì là chân 20 và chân 21, thì chân 20 là chân RX. Các bạn sẽ đấu chéo vào TX của kit của vi điều khiển. Ở đây mình sử dụng kit Arduino. Các bạn đấu chéo này. Còn ở cái chân 10, chân reset và chân 25 là chân VPS, thì khi mà các bạn đã cấu hình ấy mà muốn cấu hình nó lại thì các bạn kéo nó xuống âm để reset lại toàn bộ, nó sẽ trở lại ban đầu. Thì đầu tiên ở đây mình sẽ còn kết nối với lại Wi-Fi của hộ gia đình. Nên là đầu tiên mình phải biết địa chỉ IP của nó là gì đã. Các bạn sẽ vào này, đầu tiên là vào run này. Các bạn xem vào đây và IP config. Đây, các bạn sẽ nhớ cái địa chỉ ở đây, nhớ ba cái dòng này: 192.168.0.109. Thì cái này là tùy vào mạng Wi-Fi của nhà bạn là bao nhiêu thì nó sẽ ra cái địa chỉ mạng ở đây. Đây là một rồi. Đây thì ở đây mình đã kết nối sẵn vào. Vào. Thì bắt đầu nó sẽ phát ra một cái Wi-Fi này. Các bạn để ý này, H-Link AB2D, thì cái bốn cái chữ số cuối nó sẽ trùng với lại cái mã trên vị trí mark ở trên đây. Đây là AB2D. Rồi, các bạn sẽ kết nối vào con đây. Và mật khẩu mặc định nó là từ 1 đến 8. Đây. Rồi, nó đã kết nối thành công này. Các bạn sẽ vào trình duyệt web này. Gõ địa chỉ 192.168.16. Đây, .254. Enter. Đây thì cái địa chỉ cái tài khoản và cái mật khẩu mặc định ban đầu của nó sẽ là admin. Mà tên người dùng và mật khẩu giống nhau, đều là admin. Các bạn đăng nhập vào. Đây là giao diện cài đặt cấu hình cho cái con module Wi-Fi UART HLK đây. Thì các bạn cần ở cái ứng dụng này, các bạn cần quan tâm một số cái cấu hình như sau. Thứ nhất là kiểu rồi. Thì ở đây mình sẽ kết nối với Wi-Fi nên là các bạn sẽ chọn Wi-Fi Clean Serial. Và kết nối vào cái mạng Wi-Fi nào, các bạn sẽ scan này.
Đây thì các bạn đã scan được cái wifi xung quanh. Thì ở đây mình sử dụng cái wifi là bảo hành hỗ trợ đây. Thì mình sẽ kết nối vào wifi này và ấn apply. Ok, cái này các bạn bỏ qua này. Password thì là password của cái mạng mà bạn muốn đăng nhập vào ấy. Tiếp đến là cài đặt địa chỉ IP. Đây, các bạn sẽ chọn vào static. Và đây địa chỉ mặc định của nó là 11.192.168.11.1.256 thì các bạn về cấu hình nó thành một cái tức là nó cấu hình địa chỉ của nó để hòa mạng vào cái nó mà các bạn là cái mạng hộ gia đình của bạn ấy. Thì ở đây mình sẽ cấu hình là .0 này. Và lúc nãy là mình tìm được là .0.1.9 thì đấy là cái địa chỉ của laptop mình đang dùng. Các bạn phải chọn địa chỉ khác tùy biến này. Thì mình sẽ chọn là 235. Và dưới đây các bạn cũng sửa 11 thành 0. Đối với mạng nhà mình thì là 0. Ok. Cấu hình xong rồi. Tiếp đến là cái phần đây. Tốc độ truyền serial thì ở đây mình kết hợp với lại kit Arduino nên là mình không phải phụ thuộc vào code này. Code ở đây mình sẽ cho tốc độ là 57.600 cho nó ổn định. Đó. Cho cái này bỏ qua. Đây, cái thời gian timeout thì ở đây mình sẽ chọn là 10 thì là cứ 10 giây nó lại gửi giá trị về một lần. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa. Ok, ấn apply. Các bạn chờ để quá trình config nó diễn ra. Ok, thì như này là thành công rồi. Nó sẽ thoát cái wifi mà lúc nãy bạn bắt và trở về cái wifi ban đầu. Các bạn bật ra mới này. Gõ thử 192. Đây xem. Rồi, thì ở đây mình có code ở trên con Arduino này, mình nhúng một ít nhúng code web vào đây, giám sát nhiệt độ này và đọc ở cái kênh con RM35 ấy, mình sẽ kết hợp vào chân analog chân một này, và đọc lên. Đây, cái này mình đã nạp trước rồi. Rồi bật trình web lên, gõ 192 .168.0.235 và thêm cái đuôi là 2.8080 vào. Đây. Đây là cái giao diện mà mình đã nhúng vào trong code này, giám sát nhiệt độ phòng này. Nhiệt độ hiện tại bây giờ là 27,6 độ C. Đây mình sẽ tăng nhiệt độ lên. Thì cứ 10 giây nó sẽ loát tín hiệu lên một lần. Đây, 28 này. Đây, nhiệt độ đã tăng dần. Ok, khá là đơn giản. Thì trên đây mình vừa giới thiệu và test một cái ứng dụng nhỏ nhỏ của module Wi-Fi WRT HLK-RM04. Thì cái module này mình hiện tại là đang sử dụng cái tính năng là truyền nhận UART qua RTX theo chuẩn TTL 5V đấy. Đấy. Thì các bạn có thể tham khảo và làm phát triển các cái ứng dụng IoT. Ở trên thị trường thì mình có hiện tại bây giờ thường thường sẽ sử dụng con NFV
8266. Nhưng mà con này nó có nhiều chức năng hơn và có tính bảo mật cao hơn. Rồi. Thì video giới thiệu của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like, share và subscribe cho nhóm. Rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.